cô gái này chỉ nói một câu, đã khiến cho quả trứng 10 năm không nở biến thành tiểu bạch long. Giây tiếp theo biến thành một em bé rồng dễ thương. Liễu Hy Nặc là một học sinh cấp 3 bình thường, vô tình đụng phải đại thiếu gia của tập đoàn đế quốc. Còn phát sinh đụng chạm khó miêu tả với anh, nhưng cô đang định bỏ chạy thì bị đại thiếu gia kéo lại. Mời cô đến công ty uống trà, Liễu Hy Nặc vô tình phát hiện, người này chính là thiếu chủ long tộc, bởi vì anh có quả trứng rồng 10 năm chưa nở trong truyền thuyết. Nhưng quả trứng đột nhiên vì sự xuất hiện của cô mà rung lắc loạn xạ. Cô nhắc nhở đại thiếu gia cẩn thận sấm sét ngoài cửa sổ. Không ngờ rằng giây tiếp theo quả trứng liền bị sấm sét đánh trúng. Lập tức nở ra một bé rồng đáng yêu, Liễu Hy Nặc quay về trường, hồi lâu vẫn không dám tin vào mắt mình. Lúc này một quả bóng bay tới, khiến cô hoàn hồn lại. Đồ sao chổi, lại đang nguyền rủa ai đấy? Liễu Hy Nặc quay đầu lại nhìn, thì ra là chị đại thường hay bắt nạt cô. Ấy vậy cô buộc phải sử dụng năng lực dự đoán tương lai của mình. Mấy người đừng có đứng gần sân vận động như vậy, cẩn thận bị bóng ở bên kia đập vào đấy. Vừa dứt lời, một quả bóng bay tới đập vào đầu chị đại, khiến cô ta ngã chổng vó trên đất. Sau đó Liễu Hy Nặc bị thầy chủ nhiệm gọi vào phòng làm việc. Thầy đưa cho cô một tờ giấy mời màu vàng, học viện Lai Ân đặc biệt chỉ đích danh cô kỳ sau tới đó học trao đổi. Liễu Hy Nặc thấy vậy ngạc nhiên rớt cả cằm, cô có tài đức gì mà lại được tới học viện Lai Ân trao đổi? Cô bạn ở bên cạnh ghen ghét đố kỵ, học viện quý tộc như Lai Ân lại đê hèn như mày sao có tư cách bước vào một bước chứ? Mà chủ tịch của hội học sinh học viện Lai Ân chính là đại thiếu gia Ti Triệt. Khi Ti Triệt nhìn thấy danh sách trao đổi, lập tức nổi giận, đây chẳng phải con nhóc xấu xí tấn công tôi sao? Tôi không đồng ý cô ta tới trao đổi ở đây. Nhưng quản gia lúc này đột nhiên trở nên nghiêm túc, nữ sinh này có dị năng dự đoán, rất có thể là long tộc thất lạc bên ngoài, mà lúc này Liễu Hy Nặc đã tới học viện Lai Ân. Cô vừa mở cửa ra, tiểu bạch long đã thiện chí chào hỏi cô, khiến cho Liễu Hy Nặc sợ hãi ngã phịch xuống, quỳ trên đất hét lớn cứu mạng. Ti Triệt và quản gia thấy vậy lập tức bảo cô im miệng, khiến tiểu bạch long sợ hãi không chừng toàn bộ học viện này sập mất. Mà lúc này quản gia định dùng thuật thôi miên để xóa ký ức của cô, nhưng không ngờ rằng lại không hề có tác dụng với cô. Lúc này tiểu bạch long lao về phía Liễu Hy Nặc, cô lập tức lấy đồ ăn vặt trong túi mình ra, chân thành cầu xin tiểu bạch long đừng làm hại mình. Ti Triệt và quản gia ở bên cạnh cạn lời hoàn toàn. Bạch long tôn quý, sao có thể ăn đồ ăn rác rưởi của loài người chứ? Nhưng vừa dứt lời tiểu bạch long đã biến thành em bé, ăn đồ ăn vặt một cách ngon lành. Biểu cảm của Ti Triệt lập tức ngưng trọng, tiểu bạch long ăn đồ ăn của cô, đồng nghĩa với việc nhận cô làm mẹ. Ti Triệt không thể tin được, tiểu bạch long tôn quý lại bị đồ ăn vặt rác rưởi của loài người mua chuộc. Nhưng dựa theo quy định của long tộc bọn họ, em bé rồng vừa ra đời sẽ chỉ ăn đồ ăn mẹ đưa. Lẽ nào tiểu bạch long nhận cô gái này làm mẹ rồi? Nhưng thân là thiếu chủ của long tộc, trong lòng anh cực kỳ phản đối. Quản gia ở bên cạnh còn trêu ghẹo, bạch long nhà cậu khẩu vị được đấy. Ti Triệt lập tức nổi giận, tiểu bạch long không thể nhận một con nhóc xấu xí làm mẹ được. Liễu Hy Nặc ở bên cạnh nghe xong liền tức giận, anh mới xấu, cả nhà anh xấu ấy, tiểu bạch long đáng yêu như này sao lại có người cha như anh chứ? Lúc này em bé rồng đột nhiên hôn lên má của Liễu Hy Nặc, hành động này của em bé rồng khiến Ti Triệt không thể chịu được nữa, vén tay áo lên định dạy dỗ một trận, không ngờ rằng trượt chân một phát, lập tức nhào về phía Liễu Hy Nặc, sau đó chạm môi vào môi cô. Liễu Hy Nặc lập tức đẩy anh ra, đồ biến thái, đồ quấy rối. Nhưng Ti Triệu còn rảo biện, cô sờ tôi một lần tôi hôn cô một cái, coi như là hòa. Lúc này Liễu Hy Nặc lấy ra tấm thư mời, bây giờ tôi quyết định từ chối lời mời trao đổi, tôi không muốn chung trường với một tên máu lạnh biến thái. Sau đó liền tức giận rời đi. Liễu Hy Nặc sau khi quay về nhà, phát hiện vết chàm trên mặt mình đã biến mất rồi, cô không thể tin được sờ khuôn mặt mình, không có vết chàm không ngờ cô lại xinh đẹp như vậy. Nhưng rốt cuộc chuyện này là sao? Mà lúc này Ti Triệt phát hiện ra tiểu bạch long không nhận ra anh nữa, còn cắn anh một phát. Quản gia thấy vậy liền nhắc nhở, cậu không cảm thấy bản thân thiếu thứ gì sao? Ti Triệt lập tức ngây ra, sau đó mới phát hiện long linh của mình đã biến mất rồi. Mà quản gia cũng trở nên nghiêm túc, đến long linh cũng làm mất được, không có long linh tiểu bạch long sẽ không nhận ra cậu đâu. Lúc này Ti Triệt cảm thấy trời đất như sụp xuống, mình là thiếu chủ của long tộc, không có long linh sẽ trở thành nỗi ô nhục của gia tộc. Quản gia lại đột nhiên nhắc nhở, liệu có phải hôm qua lúc hôn cô gái kia bị đem đi mất rồi? Ti Triệt lập tức hiểu ra, đứng dậy chạy đi tìm Liễu Hy Nặc đòi lại long linh. Mà lúc này Liễu Hy Nặc vừa mới tới trường, các bạn học đều nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm, có phải mình hoa mắt rồi không? Bây giờ cô đẹp quá đi thôi, hot girl cũng không xinh bằng cô. Đột nhiên bị chị đại chặn lại, đồ xui xẻo, chiều qua mày không ở trường, chắc là đi phẫu thuật thẩm mỹ hả? Lúc này Liễu Hy Nặc cũng chẳng muốn giải thích gì, mọi người đều cho rằng cô đã đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng hot girl Kỳ Vivi đột nhiên đi tới, mọi người phải tin bạn học Liễu, dù sao phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể xong trong vòng một ngày được. Liễu Hy Nặc lập tức ngây người ra, không ngờ hot girl trường lại nói giúp cô. Nhưng trong lúc hiểu lầm được gỡ bỏ, Ti Triệt ôm tiểu bạch long xuất hiện. Tiểu bạch long vừa thấy đã gọi cô là mẹ, cô gái loài người chỉ dùng một gói đồ ăn vặt đã thu nạp được tiểu bạch long tôn quý, giây tiếp theo liền biến thành đứa bé dễ thương. Nhưng theo quy định của long tộc, em bé rồng vừa chào đời chỉ ăn đồ ăn mẹ đưa cho, mà thân là thiếu chủ long tộc, Ti Triệt không đồng ý tiểu bạch long của mình nhận gái xấu làm mẹ,
vì vậy xắn tay áo lên định dậy dỗ Tiểu Bạch Long. Nhưng không ngờ rằng lại trượt chân té ngã hôn Liễu Hy Nặc. Ngày hôm sau anh vô tình phát hiện Long Linh biến mất rồi. Mà Liễu Hy Nặc vốn dĩ xấu xí, lúc này đột nhiên trở nên xinh đẹp, vì vậy Ti Triệt vội vàng tìm tới chỗ cô, muốn lấy lại tôn nghiêm Long tộc của mình. Nhưng Tiểu Bạch Long vừa thấy cô liền gọi mẹ, khiến cho Liễu Hy Nặc sợ xanh cả mặt, lập tức kéo Ti Triệt chạy ra ngoài cổng. Liễu Hy Nặc tức giận nói, anh đưa Tiểu Bạch Long tới trường gọi tôi là mẹ, sau này bạn học sẽ nhìn tôi thế nào. Nhưng Ti Triệt không buồn để ý cô, mà từ từ tiến lại gần gương mặt Liễu Hy Nặc, chậm rãi nhấc cằm cô lên, sau đó là một nụ hôn bá đạo. Liễu Hy Nặc đột nhiên cảm thấy mình không thở nổi, lập tức đẩy Ti Triệt ra, sau đó tát cho anh một cái, đồ biến thái nhà anh. Ti Triệt đầy khinh thường, nếu không phải cô lấy trộm Long Linh của ta sẽ không hôn lại con gái vừa xấu vừa nóng nảy như cô đâu. Lúc này Liễu Hy Nặc đơ ra, tôi lấy trộm Long Linh của anh bao giờ? Tiểu Bạch Long ở bên cạnh đột nhiên khóc ré lên. Ti Triệt liền bảo cô đi mua đồ ăn cho Tiểu Bạch Long đi. Liễu Hy Nặc lập tức ném cái túi qua, anh còn ra lệnh cho tôi cơ à? Khi Liễu Hy Nặc đang đút cho Tiểu Bạch Long ăn, đúng lúc bị hot boy Cố Tinh Diễn đi qua nhìn thấy. Anh ta khó tin nhìn hai người, đúng là thú vị, sao chổi nổi tiếng của trường cấp 3 này không ngờ lại là tân nương của Ti Triệt. Mà lúc này Liễu Hy Nặc vừa quay lại trường học, đã bị chị Đại chặn đường, đồ xấu xí câu dẫn được trai đẹp rồi, còn không giới thiệu cho chị đây sao? Lúc này hot girl lại xuất hiện, mọi người đừng làm khó bạn học Liễu nữa, có lẽ bọn họ chỉ là bạn thôi. Vừa vào chỗ ngồi, đột nhiên bị một tờ giấy ném vào đầu, cô nhặt lên mở ra xem, thì ra là chị Đại muốn sau khi tan học xử lý cô. Liễu Hy Nặc lập tức hoang mang, chỉ đành trước khi tan học 2 phút chuồn ra trước, nhưng không ngờ rằng phía sau truyền tới tiếng của chị Đại. Để nó chạy mất rồi, chúng ta ra cổng trường đợi nó. Liễu Hy Nặc chỉ đành trèo tường ra bên ngoài, còn đám ba người chị Đại ở cổng, bị một hàng những chiếc xe BMW làm cho kinh ngạc rớt cằm. Một đám người đeo kinh dâm mặc vest bước xuống, đến cả bảo vệ ở bên cạnh cũng run rẩy, hỏi mấy vị tới đây làm gì. Lúc này tất cả bọn họ đều đồng thanh hét, chúng tôi đợi Liễu Hy Nặc tan học. And we gonna let it go.